Hello, xin chào tất cả anh em. Và ngày hôm nay mình sẽ dành tặng cho tất cả các bạn một nick ở shop mơ sướng .vn của mình có gì khủng không các bạn nhé. Và như các bạn đã biết thì có khuyến mại đến 500k thì được 1 triệu 2 tiền tiền để các bạn mua nick các bạn nhé. Rồi, khi tất cả các bạn vào mua cái nick Liên Quân danh mục ác Liên Quân này thì những cái nick các bạn có thể tham khảo rất là nhiều thư mục ở đấy. Và đặc biệt rằng có một thư mục nó rất là tuyệt vời, đó chính là săn bánh trung thu các bạn nhé. Đây là một mục mà mình khuyến các bạn, nếu các bạn muốn nick nạp và muốn nick mà thừa tiền thì các bạn sẽ vào quay cái này, sẽ có vận máy. Thì cái mục săn bánh trung thu này sẽ có những gì? Đây này, 200 con huy này, một skin bất kỳ này, một skin bất kỳ 10.99 con huy này, 1.000 con huy này, 1 triệu tiền shop này, 10.99 con huy này, một skin VIP SS và 9.99 con huy, hầu như là đều rất nhiều con huy các bạn nhé. Được rồi, thể lệ này. Đấy, bạn sẽ có cơ hội nhận được các skin như Rat Mấy Thoải này, Liana Tấn, Nguyệt Mì Lý này, Phoron Tấn Hề này, Violet Thử Nguyễn Về Thân, Na Thử Nguyễn Về Thân này, Theo Thử Nguyễn Về Thân. Phần thưởng là cốt, bạn vào phần lịch sử quay để nhận nhé các bạn nhé. Cái này thì các bạn nó có thật hay không thì các bạn hãy qua shop anh Mua Ba Việt, nó giống như thế này luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ thì nói chung là để mà nhận được những cái skin tiền tiểu này thì nói chung là giúp các bạn may mắn thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập này và mình sẽ vào. Và mình sẽ vào quay như nào các bạn nhé. Rồi, ok anh em. Để rồi, bây giờ mình sẽ vào quay này. Lượt rồi bắt đầu úp thẻ này. Đấy, rồi bắt đầu chọn các bạn nhé. Săn bánh trung thu, nhấp vào phát. Ôi, ra một phát 9.99 con huy các bạn này. Này, chúc mừng bạn trúng con huy này các bạn này. Mình mà ấn cái ô bên phải này các bạn này, là được một skin SSS này. Đấy, con xuống dưới ở bên phải. Đấy, cái này nó cũng giống như bốc thắm thôi. Đấy, một phát được 9.99 con huy luôn các bạn nhé. Rút con huy này, đấy các bạn nhé. Khi các bạn có con huy thì các bạn sẽ nhấp vào rút con huy luôn này. Đấy, nhấp và rút một lần 84 con huy các bạn nhé. Bởi vì là kiểu cái của mình là mình sẽ nạp nạp trực tiếp vào tài khoản các bạn luôn. Nên các bạn sẽ phải ghi tài khoản game này. Đấy, tài khoản game và mật khẩu game. Thì các bạn cứ nhấp, ví dụ 9.99 con huy các bạn rút cho mình tầm 10 lần thì mình sẽ nạp 10 lần cho tất cả các bạn nhé. Đấy, khi được con huy rồi tiếp tục nào. Không biết có quay đúng skin hay không. Tiếp tục úp thẻ nhé. Hồi này cái bên này là cái skin SS thì mình thử nhấp bên này coi nào. Nói chung quân huy rất khá dễ trúng các bạn nhé. Đấy, nói chung cái này mình chỉ khuyến khích tất cả các bạn nào còn thừa tiền. Thế này. Ồ, sao nhấp được cơ. Ô, lại quân huy các bạn đấy. Lại được thêm chỉ đóng chỉ gì quân huy các bạn đấy. Mình đang tìm cái skin các bạn nhé. Đấy, được tổng cộng mình có gần 2.000 quân huy thôi. Đấy, chỉ 29.000 các bạn nhé. Rồi từ từ để mình coi nào. Chỉ con huy ở skin ở phía dưới nó mình cay, nó toan ở phía dưới các bạn nhé. Đấy thì đây là cái mục mà mình cảm thấy nó rất hay. Nếu các bạn nào mà cảm giác như là các bạn còn thừa tiền ở trong shop ấy thì mình khuyến các bạn có thể rút quay thử vận may coi, chứ các bạn cũng đừng có hy vọng là đừng có tham lam cái gì cả. Bởi vì là chưa chắc là nó sẽ ấy đó. Và đặc biệt rằng các bạn phải hiểu 29.000 này thì các bạn sẽ nạp bao nhiêu ạ? Nó được giảm 100% thôi. Còn có mười mấy nghìn thôi các bạn. Mười mấy nghìn một lượt quay thì chào bò các bạn. Đấy, cho nên các bạn hãy cân nhắc. Rồi, thì chúng mỗi ngày mình sẽ review cho tất cả các bạn một mục các bạn nhé. Khi các bạn nhận được skin hay bất kể là quân huy các bạn nhé, thì các bạn sẽ được ở trong cái thì nó sẽ được add ở trong cái tài khoản này luôn. Thì các bạn sẽ vào mục rút con huy. Đấy, rút kim cương các bạn đấy. Đây có những cái mục rút con huy ở đây này. Số con huy hiện có 1.000 các bạn thấy chưa? Các bạn sẽ có số con huy, hoặc khi các bạn có skin thì nó sẽ hiện cái skin và có cái code skin để các bạn nạp vào và các bạn sẽ có trong ắc. Đấy các bạn nhé, đây 1.958 quân huy này các bạn này, nhập một phát tài khoản game này, mật khẩu này, đấy rút quân huy một phát, các bạn thực hiện một phát là ok luôn các bạn nhé, là các bạn sẽ có. Bởi vì mình không thể là ghi ở trên này được, bởi vì số tài khoản hiện ra thì sẽ bị mất nick. Đấy thì rút rất đơn giản các bạn nhé. Rồi tiếp tục, và bây giờ mình sẽ quay vào một cái thư mục nick, gọi là một cái thư mục nick để dành tặng các bạn nhé. Bạn nào mà xem hết cuối clip thì các bạn sẽ được một cái nick ngon các bạn nhé.
Rồi, quay đâu đó trời. À đây, mình phải bách lá phát. Mình phải bách bách lá các bạn nhé. Rồi, mình sẽ vào những cái phong vòng quay may mắn các bạn nhé. Đây, những cái vòng quay tặng các bạn một cái nick. Đầu tiên thì 300.000 các bạn nhé. Mình sẽ tặng các bạn một nick 300.000. Mình sẽ quay này. Ắc từ 50 tưởng trừ 5, từ 50 tưởng trừ lên 100% là xuất hiện nhé. 49 tưởng thì nhắn tin cơ la để nhận được 600.000 nhá. Đổi được mật khẩu 100% nhá, không đổi được mật khẩu cùng nhắn tin để cơ lao đến 200%. Ắc VIP 90%. Ắc VIP là như nào? Ắc VIP là các bạn vào cái ắc VIP của cái trang của mình thì nó sẽ hiện 95%, skin SS 65%. Chai zo, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ nói tiếp một vị tướng Nakroth ở trên cái rank chiến tướng thách đấu này. Thì làm thế nào để các bạn có thể chơi được tốt Nakroth ở trên những cái rank cao, đặc biệt đến rank đơn này. Thì clip này mình muốn nhấn mạnh để cho tất cả các bạn biết được rằng khi tất cả các bạn đánh những vị tướng Nakroth rank cao thì các bạn sẽ phải hiểu được Nakroth nó điểm mạnh, điểm yếu như thế nào. Nakroth nó không còn mạnh như trước thì cũng là một quan điểm của Nhấn là rất là đúng. Nhưng nó vẫn sát thương vẫn như trước, chỉ là khó chơi hơn trước mà thôi. Khi nhà phát hành Garena đã điều chỉnh chiêu 3 của Nakroth, chiêu 3 của Nakroth nó không còn được như trước nữa. Nôm na rằng ngày xưa Nakroth các bạn khi cái khoản chiêu 3 thì cái lượng sát thương nó sẽ xoay quanh người 360 độ. Thì chỉ cần đứng quay gần Nakroth thì sẽ bị chịu sát thương và cái lượng sát thương đó rất là to. Nhưng hiện nay thì Nakroth chỉ còn gây sát thương ở 45 độ ở phía trước là thôi. Thì các bạn đòi hỏi chiêu 3 phải chính xác 100% thì các bạn mới có thể gây được sát thương nó tốt. Còn nếu tất cả các bạn nào mà dùng chiêu 3 bay vào combo mà ẩn chiêu 3 vô tuổi vàng như vậy ấy, thì cái lượng sát thương chiêu 3 các bạn sẽ không còn nhiều. Và gây ra các bạn sẽ bị cảm giác như là Nakroth nó bị yếu. Và bị yếu đi thì các bạn chơi Nakroth sẽ bị kém. Cho nên clip này mình muốn giải thích tất cả các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về con Nakroth vì sao lại yếu mà vì sao lại mạnh. Đây, chẳng hạn cái phá này mình sẽ combo vào này và kích hoạt chiêu 3 này. Bạn thấy chưa? Nó không bị mất máu bởi thằng KDC và cái đòn mùa cuối cùng thì nó mới dính lượng máu thôi. Cho nên các bạn hãy cân nhắc rằng nếu các bạn sử dụng Nakroth mà chỉ ăn được cái lượng sát thương cuối cùng thì đó là một cái điểm rất là yếu. Cho nên các bạn hãy sử dụng chiêu 3 thật chậm lại một chút và hướng vào mục hướng vào cái vị tướng đấy thì chiêu 3 Nakroth nó rất mạnh. Đây là một cái điểm nó không còn là mới mẻ gì nữa, nhưng mình khẳng định sẽ có rất nhiều người coi Nakroth trong clip này, các bạn sẽ hiểu được ngủ hóa ra lâu nãy tại vì sao mình chơi Nakroth lúc thì mình bay vào một con bó chết, lúc thì mình bay vào một con bó chưa được nửa máu. Thì ra lý do là như vậy. Đấy, rồi cho nên là khi các bạn kết hợp ở trên những cái đánh chiến tướng và đánh cáo như thế này thì đòi hỏi các bạn sẽ đọc mát và di chuyển mát thật là nhanh nhạy để có thể chúng ta có những phá phản gánh. Vừa rồi các bạn hãy nhìn lên bản đồ con, team mình không có một cái gì gọi là giao tranh cả, cho nên việc mình sẽ chọn những cái mục tiêu. Các bạn hãy nhớ này, đi ở từ mình cướp lại cái con bô sánh này là phát. Rồi con bò nhảy vào, rồi chim cút này, bảo đây láo thật đấy. Mình sẽ phân tích các bạn nhé. Khi ưu tiên thứ nhất đó chính là phản gánh. Thì khi team mình và team địch đánh nhau thì chắc chắn cái ưu tiên đầu tiên đó chính là phản gánh. Và cái khi không có phản gánh, không có đánh nhau thì cái quan trọng tiếp theo đó chính là mục tiêu. Mục tiêu là những con rồng hay những con kinh công cái sai nhỏ nhỏ đấy. Và mục tiêu quan trọng tiếp theo, khi không còn mục tiêu con rồng hay là giáo trách thì cái việc tất yếu đó chính là phá. Thì ba cái điểm ưu tiên mấu chốt này các bạn sẽ phải được sắp xếp theo trình tự trong một trận đấu. Đây, pha này mình sẽ đi phản gánh. Có phản gánh là sẽ đi phản gánh. Rồi mình sẽ combo cho các bạn nha. Combo 5 chiêu các bạn xem này. Ôi dồi, cháu chuột cái chiêu 3 như vậy mà xịt không trúng cái màu nào anh em. Ôi sao. nó hơi bị lùng cuống. Bởi vì mình muốn combo 5 chiêu để xem nó có hiệu quả hay không, nhưng mình khẳng định rằng combo Nakroth 5 chiêu hiện tại nó không còn khỏe, nhưng nó còn rất khỏe nếu các bạn combo đúng cách và chuẩn xác các bạn nhé. Đấy, cho nên mình sẽ không khuyến khích các bạn dùng combo 5 chiêu. Ngày xưa combo 5 chiêu mạnh lý do vì sao? Vì cái chiêu 3 này các bạn chỉ cần dính nhấp một phát là có sát thương. Cho nên combo 5 chiêu rất mạnh, nhưng hiện tại bây giờ combo 5 chiêu mà xịt chiêu 3 là hỏng, vứt luôn. Cho nên mình khuyến khích tất cả các bạn combo 2, 1 xong dùng chiêu 3 xong lướt ra hoặc
lao lên tùy thuộc vào cái tinh thể đấy. Cho nên rằng ở clip này thì các bạn đã hiểu được cái chiếu 3 của Nakagot như thế nào rồi, và combo 5 chiếu nó còn mạnh hay không. Đấy, còn mạnh nếu tất cả các bạn sử dụng combo đúng và chuẩn xác thì nó rất rất là mạnh. Nhưng để mà chuẩn xác thì ngay cả bản thân mình thì các bạn nhìn đấy rất là khó các bạn nhé, mặc dù chiếu 3 mình là cháu chuốt rồi kìa. Rất là cháu chuốt nhá. Đấy. Ôi giời ơi. Rồi. Thì hy vọng các bạn hãy nhớ cho mình ba cái ưu tiên quan trọng nhất của một vị tướng các bạn đi rừng. Đó là ưu tiên đầu tiên, đó là phản gánh. Đây, mình đã thấy đường dưới này rồi. Thì mình sẽ không còn đi phám nữa, mà mình sẽ tập trung phía dưới để mình phản gánh. Đây, mình sẽ làm một bụi đập thằng nào đấy. Cardici, ôi có thằng này luôn. Rồi, chưa ba. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi chưa ba chuẩn xác với vị tướng Cardici, nó dính một cái chưa ba thôi, đã ăn của nó hơn một nửa cái máu rồi. Thì chiêu 3 của nó có rất 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 là mạnh các bạn nhé. Đấy, chỉ cần hướng trúng cái mục trúng tướng thôi thì cái lượng sát thương rất là to. Đấy, mục tiêu đầu tiên đó chính là ưu tiên phản gánh. Đấy, và đi gánh. Và tiếp theo là mình sẽ tập trung ăn những mục tiêu lớn và tiếp tục là đi phá. Ba cái ưu tiên đấy thì các bạn sẽ dùng xuyên suốt trong một trận đấu. Và trong ba cái ưu tiên đấy, chúng ta sẽ lựa chọn cái nào cho hợp lý nhất, tùy thuộc vào cái giai đoạn của trận đấu, thế nào cho phù hợp. Không nhất thiết khi nào các bạn cũng phản gánh hết. Ví dụ những cái trường hợp mà team mình đánh nhau thua, thì cái việc đó chúng ta sẽ bỏ cái phản gánh đi để chúng ta đi farm hoặc ăn các mục tiêu lớn. Đấy, cho nên là không phải cái nhất thiết. Nói chung là ba cái ưu tiên thì ok. Cái ưu tiên phản gánh là khi nào là cao nhất. Đấy, cái phản này cần chết. Nhưng nếu phản gánh mà các bạn cảm giác như không thể nào được, hoặc các bạn xuống giao tranh mà các bạn không giúp được gì hoặc không lao được gì nữa, thì mình sẽ bỏ cái giao tranh đấy và tiếp tục những cái mục tiêu thứ hai, ưu tiên thứ hai, ưu tiên thứ ba để chúng ta sắp xếp cho phù hợp trong trận đấu. Đấy, các bạn hãy nhớ để các bạn tập trung áp dụng, dần dần các bạn thanh sẽ quen, mà từ từ quen thì các bạn chơi sẽ tốt các bạn nhé. Khi các bạn đánh rank cao rồi thì cái việc các bạn sẽ phải áp dụng, các bạn sẽ phải áp dụng hoặc nhìn những cái bản đồ để các bạn gọi là chơi xảy ra liên tục, bởi vì những cái tình huống trong những cái giao tranh nó xảy ra liên tục luôn. Đấy, chẳng hạn những pha này mình không dám lao vào này, lao vào là mình chết, bình tĩnh phải nấp thôi. Chờ rồi, bây giờ lao vào. Đấy, thằng Cardici nó hết chiêu phát là mình nhảy vào đấy. Chứ cái pha này mình mà nhảy vào phát ấy, nó còn chiêu là mình chết. Rồi, ngủ không đến rồi. Từ từ bình tĩnh các bạn. Ta từ từ. Đấy, hay quá. Từ từ thằng ngủ không thích tao tao xích mi luôn nhé. Zuka rồi, các bạn nhé, chờ thằng Zuka nhảy vào choáng phát là mình choáng, tiếp theo là giết được đấy, ngon lành chưa anh em. Đấy, cách chơi Nakagot là như vậy. Nakagot khi combat, đặc biệt là Nakagot nó giao tranh gọi là combat dài hơi, nó rất là tuyệt. Ôi trời, thằng này rồi chưa ba. Rồi mày mà chưa ba nó giảm được sát thương chứ không, mình ra đi cái phá này đấy. Đấy, ai nghĩ đánh ác thật đấy, nó chặn lối bên. Đấy, cho nên là cách chơi Nakagot thì các bạn phải hiểu, không bao giờ gọi là Nakagot không phải là chơi một vị tướng chiếc khô máu đâu, mà là nó giết vị tướng này xong lùi ra hồi chiếu, bay vào tiếp, và khi hết chiếu thức thì chúng ta sẽ lùi ra và thậm chí đi phám vào con lính để hồi máu, và chúng ta sẽ tiếp tục vào trong giao tranh. Nakagot là một vị tướng có mắt dài hơi tốt, nhưng để mà nói tốt nhất ở trong Liên Quân Mobile là không có mà các bạn nhé, bởi vì có những vị tướng khác có mắt dài hơi tốt hơn Nakagot, nhưng Nakagot được xếp một trong những vị tướng có mát dài hơi tốt nhất trong Liên Quân Mobile, xếp một trong những vị tướng nhé. Đấy, thì điểm qua trong cái clip này thì đây, cái pha này phản gánh thì mình sẽ ưu tiên phản gánh này, sẽ không đi farm này. Đấy, các bạn nhớ chưa? Đấy, thường ở trong những cái đánh dưới ấy, thì các bạn cũng có thể là bỏ qua những cái đi phản gánh, các bạn tập trung đi farm, lấy vang đe ngườm được. Cái đó là ở những cái rank thấp, những người rank cao này các bạn mà bỏ cho mình tầm khoảng 3 đến 4 cái giao tranh để đồng đội mình bơ vơ giao tranh ấy, thì các bạn không thể gánh được đâu. Bởi vì những cái rank chiến tướng và rank thách đấu thì kỹ năng của tất cả các người chơi nó ngang như nhau rồi, thì các bạn có gánh thì chỉ gánh được một người, không thể gánh được cả team. Cho nên việc các bạn mà giống như ở những cái rank thấp, các bạn bỏ giao tranh để tập trung đi farm để vang đe người ấy, thì nó không phù hợp ở trên những cái đánh cao này. Bởi vì về late game, Nakagot các bạn không bao giờ có thể là gánh mạnh như xưa. Cho nên các bạn hãy nhớ, đánh cao này, các bạn hãy nhớ cho mình ba cái mục ưu tiên đấy, để các bạn sắp xếp
thế nào cho nó phù hợp trong những cái giai đoạn của trận đấu. Đấy, khi không có gì, không đánh nhau, cảm giác đánh nhau không ấy, thì mình sẽ tập trung ăn mục tiêu. Mục tiêu xong rồi thì mình sẽ đi phám xong rồi mình sẽ tìm bản đồ, ở đâu có đánh nhau thì ở đó có mình. Đấy, các bạn thấy chưa, phám xong rồi ở đây có đánh nhau thì mình sẽ di chuyển xuống, và mục tiêu mình chọn là vì đường thấp máu và bị cô lập nhá. Đấy, thằng CP nó từ đấy, CP nó bị cô lập này. Đấy, các bạn thấy chưa, rồi tiếp tục CP cô lập xong rồi thì lao vào chủ lực của nó. Đấy, các bạn thấy chưa, đấy cách chọn mục tiêu của mình nó khá là đơn giản thôi. Mình sẽ chọn thứ nhất đó là trong cái map thì mình sẽ chọn thằng nào mình giết nhanh nhất. Đấy, không quan trọng là xạ thủ hay là sờ pế hay là pháp sư, miễn sao mình loại bỏ nó khỏi cái giao tranh nhanh nhất có thể. Đấy, các bạn hãy xem trong đấu trên danh vòng đi. Đấy, người ta combat ấy, người ta luôn luôn ưu tiên loại bỏ thằng nào khỏi giao tranh sớm nhất là tập trung dồn, chứ không quan trọng AD sờ pế hay pháp sư. Đấy, nếu mà được thằng AD được AD và pháp sư thì đó là cái điều càng tốt, rất là tuyệt vời. Những thương xạ thủ và pháp sư nó giữ vị trí rất tốt, và thằng CP hoặc thằng tanh cơ nó thường là chọn sai vị trí, bởi vì lao lên ấy, thì chúng ta sẽ đánh những vị tướng cũ lập trước đấy trong giao tranh, rồi chúng ta mới tiến tới những vị tướng pháp sư hoặc là xạ thủ chủ lực. Này, nghiêm cẩm nhá, không còn cái kiểu Nagrod nó bay vào trong nắm thằng để mà bắt chủ lực của nó như xưa đâu, không còn đâu. Đấy, cho nên mình muốn nói cho các bạn rằng ngày xưa các bạn chế nặng Karot thì các bạn không cần phải vào những vị tướng cô lập, mà các bạn bay thẳng vào thằng CP, bay thẳng vào thằng AD và pháp sư nó luôn, thì các bạn chỉ cần dùng một combo là giết được thôi. Đấy, nhưng bây giờ nó khác các bạn ạ, meta thay đổi, cho nên chúng ta phải ưu tiên những vị tướng nào cô lập. Và đặc biệt phải nhớ nhá, Karot chỉ nên bay vào khi giết được người, nhớ cho mình nè. Ôi, các bạn thì nãy các bạn bay vào không biết giết là cái không, các bạn cứ bay vào combo mù như vậy thì hỏng các bạn nhá. Rồi, ôi thằng này nó mẹ được anh em, ôi xong outplay rồi, chết rồi toạ. Đấy, cho nên là clip này là một clip mà rất là hữu ích dành cho các bạn nào chơi nãy các đánh cao và các bạn đánh thấp thì có kinh nghiệm để các bạn có thể là đúc kết được cho bản thân mình để có thể là léo được đánh cao các bạn nhé. Và mình nghỉ clip này kết thúc rồi. Và xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở clip sau. Và clip này thì các bạn thấy đấy, mình chạy mày quá mà quên quảng cáo shop đi. Thì các bạn nào có nhu cầu mua shop nick thì hãy nhìn ở trên các bạn nhé, mua nick và có thể là nhắn tin vào số Zalo của mình. Rồi, hẹn gặp các bạn ở clip sau nha. Bye bye.